Thanh chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Hôm nay cô bé Masa của chúng ta định vào bếp để làm một số món ăn, nhưng một mình cô bé chắc không thể làm sể rồi. Các bạn hãy cùng mình vào để giúp cô bé một tay nhé. Bắt đầu công việc của mình thôi. Để cái ơi, món đầu tiên cô bé Masa của chúng ta sẽ làm gì đây? Hình như là cô bé định chế biến món bánh thì phải. Đầu tiên các bạn cùng mình giúp cô bé Masa cho bột vào cái thau nhé. Cho thêm tí phô mai nào. Tiếp theo sẽ đập trứng vào. Đập trứng vào quả trứng thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm tí đường vào. Cắt nhỏ thanh sô-cô-la. Cắt nhỏ ra nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đều nào. Cùng cô bé Masa, giúp cô bé Masa, chúng ta trộn đều cho vào thau bột khi nãy. Thêm vào tí nước nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ cho cái thau bột này lên một cái tấm ván, cán ra nhé các bạn, cán cho mỏng ra. Dùng khuôn hình trái tim để tạo hình cho cái sô-cô-la của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ cho vào nồi để nướng nhé. Cũng nướng cũng khá là lâu đấy các bạn. Tiếp theo sẽ là việc nào? Cuối cùng chúng ta chỉ việc tìm những quả cherry này, nho này, tóm lại là những cái quả trái cây nho nhỏ lên những mảnh sô-cô-la mà chúng ta đã nướng. Những cái sô-cô-la mà chúng ta đã chế biến khi nãy để làm cho món bánh của chúng ta thêm phần hấp dẫn nhé. Kết thúc món thứ nhất rồi đấy các bạn. Tiếp theo món thứ hai, không biết cô bé Masa của chúng ta sẽ chế biến món gì đây. Món thứ hai, các bạn cũng cùng mình giúp cô bé Masa chế biến nhé. Món thứ hai sẽ là món gì đây? Đầu tiên chúng ta thì giúp cô bé Masa cắt củ hành tím đi nào. Bây giờ tới củ cải đỏ nhé. Cắt nhỏ ra cho vào chén. Ngò chúng ta vẫn cắt nhỏ ra cho vào chén. Ớt xanh nhé, cho vào chén. Và chúng ta sẽ chuẩn bị các cái nguyên liệu này để một lát chúng ta sẽ chế biến nhé các bạn. Khoai tây này, ớt này, khá là nhiều gia vị cho món ăn này. Rau này. Món chính của chúng ta sẽ là gà này, cho vào dĩa thôi. Cho nước. Bắt đầu chúng ta sẽ chế biến nha các bạn. Chúng ta sẽ cho nước vào cái nồi, cho gà vào giúp cô bé Masa nhé. Gà chúng ta đã chín rồi đấy các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vớt ra nào, cho vào dĩa khi nãy. Bây giờ chúng ta sẽ giúp cô bé bật lửa lên, cho dầu vào này, củ cải đỏ này, hành tím này, ớt này. Đó là chúng ta đã thêm vào các gia vị mà chúng ta đã chế biến khi nãy. Bây giờ chúng ta bắt đầu xào cho nó đều này. Thêm tí nước vào.
thêm món gà mà chúng ta đã luộc khi nãy vào. Bây giờ chúng ta sẽ thêm bằng ngò này, rau này, khoai tây này. Quá là nhiều gia vị thơm ngon quá các bạn ơi. Tiếp theo chúng ta lại thêm vào nước sốt này, nước sốt cà chua này, nêm thôi các bạn. Chúng ta sẽ nêm tí muối nè, tiêu này. Wow, thơm quá là thơm. Rau thơm này các bạn ơi. Bây giờ chúng ta xào cho nó đều lên nhé. Đây, nắp lại. Bây giờ tắt bếp thôi các bạn ơi. Quá là thơm ngon. Bây giờ chúng ta là dùng muỗng này trộn cho đều, thêm vào một tí rau thơm đấy các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng cho vào cái nồi đất này. Bây giờ món thứ hai đã của chúng ta cùng làm với máy massage cũng đã hoàn thành rồi các bạn ơi. Quá là thơm ngon hấp dẫn phải không? Tiếp theo món thứ ba của máy massage thực hiện sẽ là gì đây các bạn ơi? Các bạn cùng mình giúp cho bé massage nhé. Bắt đầu món thứ ba thôi các bạn ơi. Đầu tiên chúng ta sẽ bật bếp lên nào. Thêm vào tí cà chua nhé các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm vào tương ớt này, bột thì là này, giấm rượu đỏ này, mật ong này. Đây cũng là một món ăn rất là nhiều gia vị với các bạn. Mùi thơm nước mũi thôi các bạn ơi. Tương này, nước tương này, thêm vào tí tỏi cho hương vị thêm đậm đà nhé. Nêm nếm, chúng ta sẽ nêm vào tí đường này, đổ nước vào đây các bạn ơi. Bây giờ tiếp theo của chúng ta rất là thơm ngon phải không các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ thêm vào tí rau thơm các bạn ơi. Món ăn của chúng ta cũng đã món thứ ba của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Các bạn ơi, bây giờ sẽ là món ăn cuối cùng đấy. Chúng ta sẽ cùng đi mua đồ cùng với bé Masa nhé. Những thứ mà cô bé Masa cần đó là hai quả cà chua này, quả dưa leo này, hai củ hành tím này, muối này, dầu ô liu nhé các bạn. Đủ các nguyên liệu của mình rồi đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng với cô bé Masa chế biến nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cho dưa leo vào thớt và bắt đầu cắt nhỏ ra đấy các bạn. Cắt thành lát mỏng. Bây giờ chúng ta sẽ cho lại vào dĩa nhé.
Tiếp theo là sắc củ hành tím, cũng sắc nhỏ ra nhé các bạn. Củ hành tím thứ hai. Củ hành tím thứ ba. Bây giờ chúng ta là cho trở lại vào dĩa. Quả cà chua chúng ta vẫn cắt nhỏ ra. Quả cà chua thứ hai. Bây giờ chúng ta lại cho trở lại vào dĩa. Bây giờ chúng ta bắt đầu chế biến thôi nhé các bạn. Chúng ta sẽ cho dưa leo, chúng ta sắc ban nãy cho vào cái tô này, củ hành tím này, cà chua này. Đây là salad. Chúng ta sẽ đang làm món salad trộn nhé các bạn. Salad này, ít rau vào cho thơm này. Bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ nêm nếm cho muối vào, tí muối vào. Này là nước ép chanh nhé các bạn, cho thêm tí vào. Dầu ô liu nào. Wow, thơm ngon quá phải không các bạn? Đây là gia vị cuối cùng, chúng ta sẽ thêm vào. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu trộn đều lên nhé các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ dán một miếng thơm vào, để một cái muỗng vào. Và thêm vào một ly nước ép nữa. Wow, quá là thơm ngon phải không các bạn? Món ăn này cũng đã kết thúc như chương trình của chúng ta hôm nay. Rất mong gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của cô bé Mai Sa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.